Sáng ngày 8 tháng 3, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cũng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Nhân cái dịp kỷ niệm ngày 8 tháng 3, thì Công đoàn Tổng Công ty chúng tôi cũng muốn tiếp tục phát động cái phong trào thi đua để ghi nhận lại những cái nỗ lực của các chị qua một năm công tác trên nhiều lĩnh vực. Các chị đã nỗ lực trong học tập, rèn luyện cũng như là thể hiện cái nhiều cái thành tích trong quá trình sản xuất kinh doanh để đóng góp vào cái thành tích chung của đơn vị. Mong rằng qua cái buổi phát động này, các chị tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ cũng như là khả năng riêng có của người phụ nữ để đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của đơn vị. Tại hội nghị, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trao tặng giấy khen cho 107 cá nhân thực hiện tốt phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022.